bạn có biết rằng trong lịch sử của Việt Nam có vị vua đã hoàn toàn hóa hổ? Có vua thì sợ sấm sét đến nỗi xây thành cung dưới lòng đất và sống hẳn ở dưới đó. Chưa hết, nếu vua Quang Trung giải thích theo góc độ hiện đại mà nói không đột quỵ mà chết, vậy thì bản đồ Việt Nam hiện tại sẽ thay đổi như thế nào? Đó chính là nội dung của video ngày hôm nay. Những chứng bệnh lạ lùng khó lòng giải thích của vua chúa Việt Nam, và có lẽ là mình sẽ cố gắng giải thích các căn bệnh này theo góc độ của y học hiện đại. Xin mời các bạn khán giả cùng đón xem. Đầu tiên, đó chính là bệnh hóa hổ của vua Lý Thần Tông. Chỉ mới vừa nghe đến cái tên thôi, có vẻ đã khiến các bạn liên tưởng ngay đến các nhân vật trong bộ phim cùng với sức mạnh siêu nhiên có thể biến hóa thành vô số những hình dạng kỳ diệu khác nhau. Phải chăng chứng bệnh của vua Lý Thần Tông cũng như vậy? Hẳn rằng Lý Đế sẽ có sức mạnh của vị chúa Sơn Lâm hay sao? Chắc chắn câu trả lời là không. Vậy thực hư chứng bệnh này ra sao? Lý Thần Tông là vị vua thứ 5 của nhà Lý. Theo các giai thoại truyền lại rằng, vào một ngày nọ, vua bỗng thấy ngứa ngáy khắp cả mình mẩy. Càng gãi bao nhiêu thì lông lại càng mọc bấy nhiêu. Sau đó, vua dường như hóa thành chúa Sơn Lâm, tính khí vô cùng cuồng loạn, hay gầm gừ đáng sợ, thậm chí là còn vồ người khác nữa. Trước tình hình đó, triều đình đã vô cùng lo lắng. Hết cách, các hạ thần phải làm một chiếc cũi vàng và nhốt vua ở trong. Triều đình lại phải sai sứ giả đi khắp mọi nơi để tìm người tài giỏi về chữa bệnh cho vua, nhưng vẫn không thấy thuốc nào chữa khỏi căn bệnh quái ác. Cho đến khi vùng đất Ninh Bình có nhà sư tên Nguyễn Minh Không nhận chữa, sư Minh Không đến triều đình chữa bệnh cho vua với một phương thức vô cùng đặc biệt. Thời bấy giờ, ông yêu cầu bá quan đem cái đành dâu lại, trong đó có để 100 cây kim và nấu cho thật sôi. Sau đó, sư lấy tay mò vào trong đành, lấy 100 cây kim găm vào thân vua. Đích thực là có 100 cây kim đã găm vào người của vua Lý Thần Tông. Đó chắc chắn là cảm giác mà không ai muốn thử qua. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà tự nhiên lông móng trên người nhà vua dần dần rụng hết, thân thể vua hoàn toàn phục hồi trở lại như cũ. Sau đó, nhà vua tạ ơn sư 1.000 cân vàng và 1.000 khoảng ruộng để hương hỏa cho chùa và không lấy thuế ruộng. Vậy thì chứng bệnh này có thực sự tồn tại hay chỉ là những giai thoại không có căn cứ? Theo quan điểm của y học hiện đại thì căn bệnh của vua Lý Thần Tông là hoàn toàn có thật. Đó chính là căn bệnh rậm lông, tên khoa học là hypertrichose, cho thuộc dị dạng loạn. Người bệnh bỗng nhiên ngứa ngáy rồi lông mọc khắp người, càng ngứa càng gãi thì lông lại càng mọc nhiều. Nhiều bệnh nhân bị chứng bệnh tương tự như vua Lý Thần Tông bị gọi là người sói. Chính căn bệnh này gây ra tâm lý bực bội, khó chịu, bản gắt, khiến cho nhà vua hay quát tháo được mô tả là tiếng như hổ gầm. Đây là một căn bệnh rất hiếm gặp và khó chữa. Vì vậy, nếu cách đây gần 900 năm, sư Minh Không chữa lành được cho vua thì đó quả là một kỳ tích. 2. Chứng tâm thần của vua Lê Long Đĩnh. Tâm thần thì không phải là một căn bệnh gì quá hiếm lạ. Người bị bệnh tâm thần thường không kiểm soát được hành vi của mình, khiến cho họ trở nên nguy hiểm cho xã hội. Vậy, thế thử nghĩ mà xem, nếu nhà vua bị tâm thần thì hậu quả còn khủng khiếp đến nhường nào? Đó chính là trường hợp của vua Lê Long Đĩnh. Ông được cho là mắc chứng tâm thần với những hành vi vô cùng đáng sợ. Lê Long Đĩnh là vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê trong lịch sử nước Việt. Ông thường được mô tả là một hoàng đế cực kỳ tàn bạo và hoang dâm. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi chép về vua Lê Long Đĩnh là một vị vua có tính hiếu sát. Phàm là người bị hành hình thì ông sẽ sai người lấy cỏ khô quấn vào người mà đốt để cho lửa cháy đến chết, hoặc là sai người lấy dao ngắn, dao cùn, xẻo từng mảng thịt để cho kẻ phạm tội không được chết một cách nhanh chóng. Nếu kẻ bị hành hình mà đau đớn kêu gào thì vua chỉ cười nói đùa rằng tại do chưa quen chịu chết mà thôi. Những hành động man dợ ấy chưa dừng lại tại đây. Nếu quân lính bắt được tù binh thì vua Lê Long Đĩnh sẽ yêu cầu đưa họ đến bờ sông. Khi nước triều rút thì sẽ sai người bỏ tù binh dưới đó. Đến khi nước triều dâng lên, họ đều bị ngập nước mà chết. Hoặc là có khi vua bắt người trèo lên ngọn cây cao rồi chặt gốc cho cây đổ. Người rơi xuống mà chết, vua thân trinh lên xem lấy đó làm vui. Kể rằng có lần vua đến sông Ninh, sông có nhiều rắn, vua mới sai trói người vào mạn thuyền đi lại giữa dòng, muốn cho rắn cắn chết. Hay phàm là bò, lợn, nếu muốn làm thịt, thì tự tay vua sẽ cầm dao chọc tiết rồi mới đưa vào nhà bếp sau. Thậm chí là táo tợn hơn nữa, vua còn dốc mía trên đầu sư Quách Ngang rồi giả vờ lỡ tay làm đầu sư chảy máu mà cả cười. Hoặc nhân yến tiệc, giết mèo cho các vương ăn, ăn xong lấy đầu mèo dâng lên cho xem, các vương đều sợ, vua thì lại lấy làm thích. Mỗi khi ra chầu, vừa có nói câu gì thì bọn quan hầu hai bên lại nhao nhao pha trò cười để cho loạn lời tâu việc của quan nhiếp chính. Thấy vậy, vua lại lấy thạch sùng làm gỏi, bắt bọn khôi hài tranh nhau ăn. Chỉ có những người mắc bệnh tâm thần với một đầu óc bệnh hoạn thì mới tưởng tượng ra các trò tiêu khiển ghê rợn kể trên. Và theo nghiên cứu sau này,
vua Lê Long Đĩnh quả thật mắc bệnh tâm thần với tên khoa học ngày nay là chứng bệnh loạn dâm, gây đau và thích đau. Đây là chứng bệnh bạo hành tâm thần khiến cho người mắc muốn tìm kiếm khoái cảm khi làm cho người khác đau đớn về thể xác cũng như tinh thần. 3. Cơn đột quỵ của Hoàng đế Quang Trung. Nhắc đến đột quỵ thì đây luôn là một căn bệnh nguy hiểm, đột ngột lấy đi sinh mạng của người bệnh xấu số. Trong sử sách của nhà Nguyễn, cái chết của Hoàng đế Quang Trung được miêu tả khá chi tiết và nhuốm đầy màu sắc kỳ bí, ít nhiều được đoán là liên quan đến căn bệnh này. Kể rằng vào một buổi chiều, vua Quang Trung đang ngồi bỗng xề sẩm tối tăm, thấy một ông già đầu bạc mặc áo trắng từ trên không trung hạ xuống và khiển trách nhà vua dám phạm lăng tẩm của các chúa. Nói xong, lão lấy thiết bảng đập vào trán vua Quang Trung. Vua mê man ngã xuống hồi lâu mới tỉnh lại và kể cho quan về sự việc đó. Thật quái lạ là kể từ ấy mà bệnh của vua Quang Trung ngày càng chuyển nặng. Trong thời gian đó thì tàn dư của nhà Nguyễn là Nguyễn Ánh đã lấy lại được Gia Định và chiếm Bình Thuận, Bình Khang, Diên Khánh với thanh thế chấn động. Vua Quang Trung nghe được lo buồn mà bệnh thì ngày càng nguy hơn gấp bội. Theo giải thích của dân gian về căn bệnh đột ngột dẫn tới cái chết của vị hoàng đế Tây Sơn là việc trừng phạt cho việc Nguyễn Huệ tạo ngược vô đạo. Lúc đầu, thành Phú Xuân bị chiếm, các tôn lăng của chúa Nguyễn đều bị xâm phạm. Tuy nhiên là theo các nhà y học hiện đại, nếu gạt bỏ những yếu tố hoang đường và dụng ý chính trị, thì những mô tả trong sử của nhà Nguyễn đã hé mở phần nào nguyên nhân dẫn đến cái chết của vua Quang Trung. Theo đó, nhiều khả năng ông đã bị suy sụp bởi một cơn tăng huyết áp đột ngột và qua đời vì tai biến mạch máu não. 4. Bệnh sợ sấm. Có lẽ đây là một chứng bệnh mà rất nhiều người mắc phải. Thế nhưng, tùy mỗi người có mức độ khác nhau, thế mà lại có một vị chúa sợ đến mức phải nhốt mình riêng biệt với thế giới. Có thể là các bạn không tin, nhưng thực sự là như vậy. Vị vua đầu tiên có bệnh sợ sấm là Lý Cao Tông. Vua cứ nghe tiếng sấm là kinh hoàng. Người bề tôi được vua yêu là Nguyễn Dư nói mình có phép cấm được sấm, nhưng mà đến khi sấm động, vua sai Dư mới thử phép. Dư ngửa mặt lên trời đọc thần chú mà sấm lại càng to thêm. Thấy vậy, Nguyễn Dư đổ rằng do trời cao quá dữ tợn nên không thể nào kiểm soát. Do được vua yêu nên Nguyễn Dư không bị xử tội dối vua, nhưng bệnh của Lý Cao Tông cũng không thể nào khỏi. Trong khi đó thì vào thời Lê Mạc, chúa Trịnh Giang cũng mắc bệnh sợ sấm sét. Bộ sử nhà Nguyễn có viết lại rằng, từ ngày vào làm việc bạo nghịch giết vua, Trịnh Giang lấn quyền càn rỡ mỗi ngày một quá, dâm dục chơi bời không còn mức độ nào cả. Sau mắc chứng bệnh kinh quý sợ sấm sét, căn bệnh bắt đầu từ một lần trước, Trịnh Giang bị sét đánh gần chết. Sau đó thì bọn hoạn quan như Hoàng Công Phụ đã nói dối rằng đấy là vì dâm dục nên bị ác báo. Bây giờ chỉ còn cách đào lỗ xuống đất làm nhà để ở mà tránh sấm sét, họa ra có thể thoát khỏi tai nạn. Trịnh Giang mới bèn dựng cung thẩm trì ở dưới lòng đất để ở, không dám ra ngoài nữa. Do Trịnh Giang chỉ sống trong hầm suốt, nên theo lời của Thái Phi, các bề tôi trong phủ chúa đã phò em của Trịnh Giang là Trịnh Doanh lên ngôi chúa và tôn Trịnh Giang làm Thái Thượng Phương. Còn phía Trịnh Giang tiếp tục sống dưới cung thẩm trì dưới hầm từ năm 1740 đến năm 1762 thì mới mất. Chả biết rằng đây là khôn ngoan hay là sợ đến nỗi phát điên nữa. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những căn bệnh hiếm gặp của các bậc vua chúa trong lịch sử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!